Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi sáng hôm nay thứ sáu ngày 15 tháng 12 năm 2023. Mình phải cảm ơn các bạn rất nhiều và chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công. Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới tăng dữ dội từ đáy 3 tuần vọt qua ngưỡng 2.000 đô la Mỹ một ounce sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed phát đi tín hiệu mềm mỏng về chính sách tiền tệ. Ở trong nước, giá vàng miếng tăng mạnh và vượt qua mốc 74 triệu đồng một lượng, còn cách mức đỉnh không xa. Trong khi giá vàng nhẫn cũng tăng rất mạnh, tiến sát mốc 63 triệu đồng một lượng. Tuy nhiên, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới được ghi nhận ở mức 14 triệu 500 nghìn đồng một lượng so với giá vàng miếng và 2 triệu đồng một lượng so với giá vàng nhẫn bố số 9. Hiện giá vàng SJC niêm yết ở chiều mua phổ biến ở quanh mức từ 73 triệu 100 cho đến 73 triệu 400 nghìn đồng một lượng và ở chiều bán quanh mức từ 73 triệu 900 cho đến 74 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9 niêm yết ở hai chiều mua bán cao nhất tại 61 triệu 480 nghìn đồng một lượng và 62 triệu 580 nghìn đồng một lượng. Cụ thể, vào thời điểm sáng nay, giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở chiều mua vào tại mức 73 triệu 300 nghìn đồng một lượng, chiều bán 74 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Tại Hà Nội, giá vàng đang niêm yết ở chiều mua tại mức 73 triệu 300 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 74 triệu 320 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC 1 triệu đồng một lượng. Cùng tại thời điểm, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức 73 triệu 300 nghìn đồng một lượng và 74 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Tại Hà Nội, hiện đang có mức giá thấp hơn so với tại thành phố Hồ Chí Minh khi ở chiều mua đứng tại mức 73 triệu 200 nghìn đồng một lượng, chiều bán 74 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji từ 1 triệu cho đến 1 triệu 100 nghìn đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG niêm yết giá mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội như sau. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 73 triệu 300 nghìn đồng một lượng, chiều bán 74 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 73 triệu 300 nghìn đồng một lượng và 74 triệu 300 nghìn đồng một lượng chiều bán. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG 1 triệu đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 73 triệu 400 nghìn đồng một lượng, chiều bán 74 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, ở chiều mua đứng tại mức 73 triệu 350 nghìn đồng một lượng, chiều bán 74 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Tại Mi Hồng SJC, ở chiều mua hiện đang có mức giá 73 triệu 400 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 74 triệu 100 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng Eximbank, ở chiều mua đang giao dịch tại mức 73 triệu 100 nghìn đồng một lượng, chiều bán 73 triệu 900 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9 vàng nữ trang. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 23 triệu 756 nghìn đồng một lượng đến 60 triệu 650 nghìn đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 25 triệu 756 nghìn đồng một lượng đến 61 triệu 700 nghìn đồng một lượng. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại thị trường chợ đen.
Thưa các bạn, vàng tăng giá mạnh khi lợi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ và tỷ giá đồng đô la cùng giảm mạnh sau cuộc họp của Fed. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã giảm khoảng 19 điểm cơ bản, còn mức 3,94%, mức thấp nhất kể từ tháng 8. Chỉ số đồng đô la Mỹ đã lùi về mức 102,47 điểm, giảm gần 0,4% so với phiên trước, từ mức 104,1 điểm. Giá vàng đã tăng mạnh khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed giữ nguyên lãi suất cho thấy họ đã hoàn thành chu kỳ thắt chặt. Khi các dự báo về lãi suất quỹ liên bang giảm bớt, trấn an những người tham gia thị trường rằng nó sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ, nhưng không như họ đã định giá. Mặc dù vẫn còn để ngỏ khả năng thắt chặt thêm, các nhà giao dịch vẫn coi quyết định này là một quyết định ôn hòa. Cụ thể, trong tuyên bố chính sách tiền tệ, các quan chức Fed cho biết chính sách tiền tệ được giữ nguyên ở mức từ 5,25 cho đến 5,5% trong cuộc họp thứ 3 liên tiếp. Đồng thời thừa nhận rằng tăng trưởng đã giảm bớt và thị trường lao động đã điều tiết. Mặc dù vậy, các quan chức của Fed nói thêm rằng lạm phát đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao. Quan trọng hơn, trong cập nhật dự báo lãi suất, Fed dự kiến cắt giảm lãi suất 3 lần trong năm tới, nhiều hơn số 2 lần được đưa ra trong cập nhật hồi tháng 9. Cùng với đó, Chủ tịch Fed ông Powell nói rằng tăng lãi suất thêm không còn là kịch bản chính vào thời điểm này, dù còn quá sớm để tuyên bố chiến thắng lạm phát. Đây được xem là một tín hiệu mềm mỏng, đánh dấu lần đầu tiên trong chu kỳ thắt chặt này của Ngân hàng Trung ương quyền lực nhất thế giới thừa nhận diễn biến tích cực của lạm phát. Ngoài ra, số liệu thống kê công bố ngày hôm thứ Tư tiếp tục khẳng định xu hướng suy yếu của lạm phát, với chỉ số giá nhà sản xuất PPI tháng 11 không thay đổi so với tháng 10. Trước đó, số liệu thống kê ngày hôm thứ Ba cho thấy chỉ số giá tiêu dùng CPI có mức tăng theo tháng và theo năm đều phù hợp với dự báo. Thị trường tài chính tin chắc rằng Fed đã hoàn tất chu kỳ tăng lãi suất, đồng thời dự báo Fed sẽ giảm lãi suất tới 6 lần trong năm 2024 với tổng mức cắt giảm 1,5 điểm phần trăm. Giám đốc phụ trách giao dịch kim loại quý tại Futuri, ông David Meagher nhận định, việc Fed thừa nhận áp lực lạm phát tiếp tục giảm đã làm gia tăng kỳ vọng cắt giảm lãi suất. Điều này dẫn tới lợi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ và tỷ giá đồng đô la cùng giảm mạnh, qua đó kéo theo giá vàng tăng mạnh. Chúng tôi tin rằng đợt tăng này của giá vàng là bền vững. Ông Adam Button, chiến lược gia tiền tệ chính tại Forest Line lưu ý rằng Fed đã tiến gần hơn đến kỳ vọng của thị trường. Có một chút vũ điệu nào đó diễn ra giữa Fed và thị trường. Thị trường luôn thúc đẩy mạnh hơn Fed. Đôi khi Fed rút lại quyền kiểm soát để lèo lái thị trường. Nhưng bằng cách di chuyển theo hướng thị trường lần này, đó là dấu hiệu cho thấy thị trường đang đi đúng hướng. Về phía các ngân hàng trung ương của Hoa Kỳ cho biết, các chỉ số gần đây cho thấy tốc độ tăng trưởng của hoạt động kinh tế đã chậm lại so với tốc độ mạnh mẽ trong quý 3. Mức tăng việc làm đã chững lại kể từ đầu năm nhưng vẫn ở mức cao và tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp. Lạm phát đã giảm bớt trong năm qua nhưng vẫn đang duy trì ở mức cao. Quỹ giao dịch hoán đổi ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR đã mua dòng 2,31 tấn vàng trong phiên ngày hôm thứ Tư, nâng mức nắm giữ lên 877,96 tấn. Trước cuộc họp của Fed, quỹ này đã bán dòng tổng cộng 4,9 tấn vàng trong hai phiên liên tiếp. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay, thứ Sáu, ngày 15 tháng 12 năm 2023 trên kênh của Minh Phát. Đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.